À, bán đất hữu cư 100%, xe hơi tới đất. À, chỉ cần 100 triệu thì bạn sẽ sở hữu một cái lô đất là ngang năm dài 30 tại mặt tiền đường đá xanh. À, đường như thế này. À, các bạn thấy đối diện là có nhà luôn ha. Và đây là cái đường đá xanh. Từ đây mình đi ra đường nhựa lớn thì chỉ tầm khoảng chừng 7-80 mét thôi các bạn, chưa tới 100 mét. Và cái ở đây thì Huy có một lô đất. Cái lô đất của Huy là có đặc điểm là lô số 2, và Huy có trồng hai cây lộc rừng ở ngoài trước. Giá bán của lô đất này là 340 triệu và mình chỉ cần trả trước 100 triệu thì bên Huy sẽ sang tên sổ hồng, bàn giao đất và hỗ trợ vay ngân hàng đối với người mua ở 6 tỉnh, đó là Tiền Giang và 5 tỉnh giáp với Tiền Giang, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Lãi suất là 13% một năm, lãi suất ổn định lâu dài. Đó, đây là cái đường nhựa để mình chuẩn bị mình quẹo vô đất ha. À, mình chạy tới đó nó có cái tiệm tạp hóa và mình quẹo vô tầm 7-80 thước là tới rồi hả các bạn. À, các bạn thấy cái lô đất này nó gần cái đầu đường của ấp Văn Hóa, Hòa Mỹ, và ở ngoài đây đó chính là tỉnh lộ 877. À, tỉnh lộ 877 mình đi tới đây là mình đi lại cái khu công nghiệp Bình Ninh là khoảng chừng 500-700 mét là tới rồi các bạn. Đó. Cái bên đây là cái này là có cái bia Căm Thù, là một cái di tích lịch sử ha. Và khu vực này gọi là chợ chiều, tức là người ta chỉ họp chợ vào buổi chiều, gọi là chợ chiều. Mình chỉ cần đi tầm khoảng chừng 3 phút thôi thì mình sẽ tới ngay chỗ trung tâm của khu công nghiệp Bình Ninh. Đây là công ty Tết Giang các bạn. Kế bên có cái trụ ATM của ngân hàng ACB Á Châu. Và đây chính là tỉnh lộ 877. Xung quanh mọi thứ hiện tại là 30 Tết cho nên là công nhân đã về quê nghỉ Tết hết rồi ha.